Anh em ngồi ngồi ôm mình nó nhá. Ok. Ôi bọn anh thì cũng bị đúng vì ấy thôi. Chú mày quan tâm nhân tài nhưng mà thì đẹp chú mày. Căn bản là cái em đi luôn nhá, lên đây. Đưa vào công an huyện. Em lên luôn đi. Đây vào đây. Đưa vào huyện ạ. Xin vào. Anh ơi, nhờ nhờ anh đi ra. Chú mẹ nó đẹp trai. Để đếm quay cho mà lái. Quay đây. Rồi, đi vào trong huyện. Lên đi em ơi. Đi vào trong huyện luôn. Tài quá mày, người. Mày sao mày? Ôi, dậy xoay cho chiều không? Xoay chiều chưa? Ôi, từ. Nào, gọi em cứ đừng danh ngang ra đây được. Ôi, tắt điện thoại đi. Ôi, thôi. Tắt điện thoại đi, rồi, thôi đi. Tôi đúng hôm nay cảm ơn Quang Đạt này. Mình lấy mấy ông đứng ở chứ đi từ hướng nào thôi hả? Đi từ hướng nào thôi? Đổ vào đây. Ăn luôn đi. Chạy theo cái đường. Ngọt rồi, ngọt rồi. Này công lớn rồi, hãy chung ra công lớn rồi. Anh em dãy yên dường nhá. Công lớn rồi. Bán xe đạp ở đâu? Bán chờ bên này đi. Công lớn là anh em dãy yên dường nhà mình nhé, đúng không? Rồi, công to rồi, công to rồi. Anh bảo riêng nói với thằng quản trại trên Thành Long nó ngồi nhà anh đấy. À. Bữa mới bắt taxi và điều động về để chưa triển khai công việc mới đấy chứ. Đéo ngờ mày để xuống thì viện đấy, anh ơi, bảo là thằng này gốc chuối còn em ngồi đó ngay gốc chuối là em ra rồi. Hả? Đâm nịt mẹ mày nổi đi. Thôi anh đang cho bảo hốt boy. Anh cũng quy phục mày đấy nhưng mà sao mày thì dạ không chấp. Nói chung em nói thật chỉ cần hở ra tí là mình trốn được. Nhưng mà hôm qua là như thế nào mà trốn được? Hôm qua nó không mở cửa thì mày không có tài đấy. Mày là siêu đấy. Mày nói chung người rơi chung đột vòm mà chung này gặp mày cũng phải là xin bãi chào chưa? Anh bảo mấy cái thằng quản trại anh ngồi nha anh ạ. Anh bảo riêng thằng Triệu Quân Sự này bây giờ nó tìm cái đường nào gần nhất ra đường quốc lộ để đón xe chứ không bao giờ đi lên đường rừng. Nói chung là kiểu như kiểu nhưng mà nó nổi đấy. Để đón xe gần nhất để đón xe chứ còn lên đường rừng tìm đường đâu mà anh Đạt ơi. Ơi. Nhưng mà chấp nhận nó giỏi đúng không? Giỏi. Nó hơn thằng Trung người rơi đúng không? Nói chung là hôm nay là có thằng Ngọc. Thằng đầu tiên, Ngọc đầu tiên. Đi qua anh thấy phát là với giá của nhà anh gọi. Anh bảo ông ơi ông già ngó với tôi ra mà tôi nhìn thấy thằng giống thằng ở trong ảnh cho con sự. Tôi ra tôi ngồi sau đi qua mắt tôi bởi cái kệ cho em ăn cơm đi kệ tôi lượn lên trên mắt tôi điện cho Phúc. Nhưng mà anh Đạt